Ui gì đó. Anh chỉ đâu thì chú lấy. Thứ ba một cái hả? Thế cái nào đây 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 đúng không? Nói to lên. Mẹ xem con trai mua gì cho mẹ nha. Để xem anh Bình mua gì nha. Anh Bình và Mon mua phải không? Đây, Bình thích ăn bánh nào? Bình thích ăn cái đó hả? Rồi, ok. Đây, để mẹ lấy cho Mon với cô Vi nha. Đi với anh Bình có thích không? Anh Bình chở em đi bằng cái gì á? Xe đạp. Đi xe đạp hả? Thích nha, mà được đi chơi thích nha.